Mọi phi vụ lừa đảo đều liên quan đến tình cảm. Đầu tiên người ta phải tạo tình cảm, sau đó người ta mới lừa đảo. Tôi vừa tiếp một chị Việt Kiều Na Uy. Chị ấy đầu tư cho cô chị dâu. Chị dâu tức là vợ của anh trai mình. Anh trai là 70 tuổi. Và cô chị này là 65 tuổi và đầu tư cho bà chị dâu 39 tuổi. Tức là ông anh trai này thuộc dạng trâu già thích cỏ non. Một cái trang trại nuôi tôm ở miền Tây Việt Nam. Tổng cộng là 180 tỷ. Tỷ chị em. Ông anh mình cưới bà này năm nay là năm thứ 5. Và ông anh này rất là yêu vợ cho nên là thầm lặng khi mà cô em gái từ 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 Na Uy đấy chuyển tiền về cho anh trai ấy, là chỉ là chuyển bằng tình cảm thôi chứ không có hợp đồng gì hết. Nhưng mà anh trai này thì lấy vài cô vợ trẻ và đẹp quá, thế là nó nịnh hót là tất cả cái tài sản đó là đều đứng tên hai vợ chồng chứ còn cô em gái không đứng tên cái gì. Và ông anh trai thì mập quá và cũng không biết là có cố cái gì không mà lăn đùng ra chết. Khi mà lăn ra chết rồi thì đám tang xong xuôi thì bắt đầu cô em gái mới kêu với bà chị dâu là bây giờ tài sản em làm chung với anh chị về cái đìa nuôi tôm đấy 100 mấy tỷ đấy. Thì cái cô chị dâu này cô ấy dở mặt, cô ấy cũng có bồ từ lâu rồi. Khi mà ông chồng chết đi thì cô ấy cuỗm hết cả gia sản để mà cô ấy đi theo bồ. Thế là cô này khóc trong nước mắt, tìm thấy tôi ở trên mạng và đến văn phòng của tôi từ Na Uy trở về đấy. Nói bây giờ em giúp chị vậy, bảo chị em không giúp được chị gì hết. Bởi vì tình nên gọi là cờ bạc nên là công minh và tiền bạc thì nên công minh và ái tình sòng phẳng. Cả đời của chị làm ra gần được 10 triệu đô và chị đã tin tưởng anh em mà không có giấy tờ. Và những cái cú lừa này á, anh thì chết còn em thì mất hết tiền. Lòng dạ của con người ấy, làm sao mà đo được bằng cái lời nói. Cho nên là yêu nhau rào rậu cho kỹ. Tôi không muốn cái câu chuyện này xảy ra đối với các bạn đâu. Kể cái câu chuyện này nó chát đắng lắm nhưng mà trùng trùng điệp điệp đầy câu chuyện. Nếu không phải tình cảm thì không ai lừa được bạn. Đôi khi bạn rất khôn với thiên hạ nhưng bạn lại dại trong trong gia đình. Cái đó gọi là khôn 30 năm và dại dại trong 1 giờ. Cho nên tôi nói với các bạn là thù trong nó khủng khiếp hơn giặc ngoài. Anh em thì anh em đồng tiền nối liền khúc ruột. Chỉ khi cháy nhà mới ra mặt chuột. Và cái trường hợp của bạn này thì tôi nói rằng chị mà chửi người ta là chị mất trắng. Năm nay nó 39 tuổi và nó đẹp đẽ như vậy. Nó chỉ cần chị chửi nó một câu là chị sẽ ra đường. Cách duy nhất để chị có thể lấy lại được tiền đó là chị lạy nó, chị năn nỉ nó. Bây giờ em xin chị trả cho em bao nhiêu cũng được. Và đừng có đao to búa lớn, đừng có chửi nó, đừng có kể tội nó cho hàng xóm nghe. Thực sự là anh em nên tỉnh táo nhé. Đồng tiền của chúng ta kiếm được rất là khó. Cho nên anh em càng tin thì càng phải ghi giấy. Và anh em tin nhau thì cũng tin, nó cũng phải chừa cái đường mà về. Càng tin nhau thì cái người được tin và cái người tin càng phải thận trọng hơn. Để không cho, đừng cho cơ hội người ta làm xấu. Thực sự tiên trách kỷ hậu trách nhân. Có trách là trách chính bản thân mình. Chính mình đã tạo cơ hội cho người ta tham. Còn nếu mình chặt chẽ ngay từ ban đầu là giấy tờ sổ sách kỹ. Thì bây giờ người ta có quản lý cho mình thì người ta xin mình bao nhiêu mình cho bao nhiêu thôi. Và mình đã nằm trọn trong vòng tay của nó. Nắm thì mọi cái lần ấy, người nào nắm tài chính là người đã làm chủ cuộc chơi. Đừng bao giờ nắm đằng lưỡi, đứt tay mà mất hết. Đau lắm. Thấy chị khóc sưng mắt mà tôi bảo là thôi chị ơi, của đi thay người. Chị mất hàng trăm tỷ nhưng mà chị vẫn còn được vài tỷ là chị vẫn còn sống rất khỏe. Ở Việt Nam mình có nhiều người cả đời người ta chưa có tỷ nào mà người ta vẫn vui. Cho nên hãy vui với những cái bài học mình nhận được. Bạn có bình luận gì về câu chuyện người nhà lừa nhau không? Comment xuống nhé.